nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 28 tháng 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, động viên quân và dân trên huyện đảo Cô Tô, là huyện đảo biên giới nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh. Huyện đảo Cô Tô nằm tiếp giáp với huyện Vân Đồn, với trên 50 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích tự nhiên trên 47,2 km vuông, gồm 2 xã và 1 thị trấn, dân số khoảng 6.700 người, với 7 dân tộc cùng sinh sống gồm Kinh, Tày, Nùng, Giao, Sán Diều, Sán Chỉ, Hoa. Cô Tô có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh trên vùng biển phía đông bắc của Tổ quốc. Ngay khi đặt chân đến huyện đảo Cô Tô, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã dự lễ chào cờ trang trọng tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo và thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, trao nhiều phần quà cùng cờ Tổ quốc, tặng bà con ngư dân tại khu neo đậu, tránh trú bão, thuộc Trung tâm Hậu cần Dịch vụ Nghề cá, huyện đảo Cô Tô. Tới thăm, tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đảo Cô Tô thuộc Lữ đoàn 242, quân khu 3, Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sĩ trên đảo vượt qua mọi khó khăn, vất vả, nơi đảo Tiền Tiêu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo phải luôn nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng về vị trí chiến lược, trọng yếu của vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Từ đó xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Cô Tô là nhiệm vụ quan trọng nhất, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo, không để bị động bất ngờ, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Lộc, người có tuổi đảng cao nhất ở đảo, với 59 năm tuổi đảng, tại khu 3, thị trấn Cô Tô. Đặc biệt, gia đình ông Lộc đã có 3 thế hệ kiên trì bám biển. Chiều ngày 28 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ với các bộ ngành, cơ quan liên quan về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng những tháng cuối năm 2023 và trong năm 2024. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng cho rằng năm 2023, nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội không thiếu, song do điều hành còn hạn chế nên xảy ra thiếu điện cục bộ ở một số thời điểm. Năm 2024 và thời gian tới phải xây dựng kịch bản, điều hành, giám sát, kiểm tra việc điều hành điện trên cơ sở căn cứ nguồn điện, tải điện, phân phối điện, tình hình sử dụng điện và giá điện. Theo đó, trong năm 2024 xây dựng kịch bản điều hành điện trong điều kiện cả nước có tối thiểu 50.000 MW và tối đa là 52.000 MW điện cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng. Để đảm bảo nguồn điện, phải đảm bảo đủ nguồn nguyên nhiên liệu cho sản xuất điện, bao gồm nước, than, khí. Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, cơ quan liên quan, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động thực hiện hiệu quả trên nguyên tắc dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào. Trong đó, giao Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước chỉ đạo và phê duyệt việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng kịch bản chi tiết về cung ứng điện cho từng quý, từng giai đoạn, đặc biệt là trong những tháng mùa khô, bảo đảm khả thi, hiệu quả và phải có tính dự báo cao. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. Qua điều tra xác định, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động chứng khoán. Cuối tháng 3 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố tội thao túng thị trường chứng khoán khi cơ quan điều tra khởi tố bổ sung hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông Trịnh Văn Quyết đã thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đổ lỗi cho Trịnh Thị Minh Huế, là em gái ông Trịnh Văn Quyết và những người khác. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, vừa là người thực hiện phạm tội. Đến nay, cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022,
Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty cổ phần xây dựng Pharos, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần xây dựng Pharos lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Pharos trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hiện nay, nhiều người dùng mạng xã hội như Facebook, Zalo tại Việt Nam đang thích thú và sử dụng ứng dụng tạo ảnh hoạt hình để tạo ra những bức ảnh khác biệt cho riêng mình. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tay cho tội phạm lừa đảo. Khi người dân tải và sử dụng các ứng dụng tạo ảnh hoạt hình, có thể lộ thông tin cá nhân kèm theo hình ảnh, gồm thiết bị, thời gian, vị trí chụp ảnh. Khi người dân tải ứng dụng và truy cập trên thiết bị điện tử, sẽ có nguy cơ thông tin cá nhân bị đối tượng xấu thu thập. Sau khi có các thông tin trên, các đối tượng xấu sẽ tạo video giả mạo thông qua công nghệ Deepfake, là một kỹ thuật tổng hợp hình ảnh con người. Dựa trên trí tuệ nhân tạo AI, có thể gắn khuôn mặt của người này sang người khác trong video, thực hiện cuộc gọi video call, lừa đảo người thân của nạn nhân. Ngoài ra, các hình ảnh thu thập được qua các ứng dụng này, các đối tượng sẽ đánh cắp tài khoản cá nhân của người dùng, thực hiện hành vi lừa đảo. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chọn lọc và sử dụng các phương thức, ứng dụng được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đọc kỹ các điều khoản, yêu cầu trước khi cài đặt và sử dụng ứng dụng. Trước khi cài đặt bất cứ ứng dụng nào trên thiết bị điện tử, người dân cần xem xét những quyền mà ứng dụng yêu cầu được truy cập. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong ngày 28 tháng 10, nhiều nơi ở miền Bắc và Thanh Hóa đã có mưa trở lại sau gần 20 ngày hanh khô, song lượng mưa chưa đáng kể. Ngày mai 29 tháng 10, vùng mưa tiếp tục duy trì tại khu vực Việt Bắc và Tây Bắc của Bắc Bộ, nhưng gia tăng thêm cường độ, có mưa vừa, mưa to, trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, nhưng lưu lượng nhỏ hơn, chỉ khoảng 20-50mm. Từ khoảng gần sáng ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Ở Nam Bộ, trong các ngày từ 29 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, nhiều nơi cũng sẽ xuất hiện đợt mưa rào lớn. Các khu vực ven biển Nam Bộ còn chịu tác động của nước biển dâng, triều cường tiếp tục lên cao hơn mức dự báo ban đầu. Dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10, mực nước biển tại trạm Hải Văn Vũng Tàu có thể lên tới 4,15 đến 4,2 mét, mức cao nhất theo dự báo cũ là 4,15 mét.